Hôm nay chúng tôi sẽ nêu ra lý do bạn nên sở hữu Nakansop House Lalo City. Dự án nằm ngay mặt tiền đường lớn đổ xuống hợp đồng 30m, việc nhận diện thương hiệu cực kỳ dễ dàng, tăng khả năng tiếp cận khách hàng, tâm điểm giao thương sầm uất, đa dạng nhu cầu ăn uống, mua sắm, sử dụng dịch vụ, hàng triệu lượt người qua lại, lưu lượng người trên trục đường đổ xuống hợp luôn đông đúc, hàng loạt các dự án và dân cư hiện hữu xung quanh. Đây là một khách hàng thường xuyên và ổn định. Số lượng siêu giới hạn, vị trí đẹp, giảm áp lực cạnh tranh, tăng khả năng sinh lợi và đảm bảo giá trị gia tăng theo thời gian. Ngoài ra, dự án còn nằm trong hạ tầng trọng điểm của thành phố, bao gồm nút giao An Cú, nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, đường ngay đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cuối cùng là đường Vành Đai 3. Chính sách khi mua dự án Global City cũng cực kỳ hấp dẫn. Với việc bạn chỉ cần bỏ ra 4.880.000.000 đã có thể sở hữu ngay căn nhà phố thương mại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú. Chính sách thanh toán nhàn hạ từ 10% một năm trong vòng 3 năm đầu tiên, quà tặng khai trương đến 1.500.000.000.